Rồi nay nay giao bánh cho khách nha anh em. Anh trai ở gần anh chạy qua anh lấy luôn. Đó. Thì tiến hành nha. À, anh ở 62 Long An luôn, anh ở gần nha. Chạy qua anh lấy luôn nha. Thì nay anh mua là cặp bánh phủ bì 1m1 nha. Chiều cao 1m1. Đó. Để quay cảnh ràng anh em xem. Đó, phía trong còn rất là nhiều bánh nha anh em. Để lát mình quay sơ lược lại anh em xem ha. Đó. Này chiều cao 1m1, chiều ngang 2 tấc 7 hả? Chiều ngang 2 tấc 7 nha anh em. Anh trai này muốn chạy nhẹ máy nên anh đặt chiều ngang nhỏ gọn nha. Còn anh em nào đất dùng đất lầy thì đặt 3 tấc ha. Nói chung tùy ý anh em ha. Đó. Thì sử dụng câm niềng 18 nha. Nhẹ chạy. Câm niềng 20 vẫn được nha, mà nặng lắm. Sử dụng mặt ra dày 12 ly nha, chất lượng luôn. Rồi, cột ghi đầu vô. Lá này thì ảnh xài lá thẳng không có nhặn nha. Lá dày 5 ly. Nói chung là anh em muốn nhặn sọc cũng có luôn nha. Đó. Cột cứng ngắt cái là chạy ngon lành à. Không có mấy người chở rồi. Chở bình thường. Đó, canh cho nó đồng đồng. Canh bằng thôi chứ dụm đầu nó bạc đít ra. Bánh quá gọn nhẹ anh em ơi, chạy mới nhẹ máy nha. Lắp 18, cầm 18 thôi. Chiều ngang chỉ 2 tấc 7 thôi nha anh em. Nói chung dùng đất này cũng cứng nha anh em, nên không cần chiều ngang lớn. Đây, cũng chuẩn bị giao 3 cái tấm dán trạc răng cưa luôn nè. Chút xíu rồi sẽ có xe tới lấy nha. Còn bánh thì mấy anh em đặt hàng làm sẵn nè. Cũng chuẩn bị giao luôn nha anh em. Bánh này anh em đã đặt hết rồi nè. Đó. Đó anh em thấy không? Thì lá thì có hai loại lá nha anh em. Loại lá bằng với một loại lá có sống nha, và dập sống cho nó cứng nha. Này thì lá trơn nhẹ chạy. Nhưng mà cũ thì nó không cứng bằng lá sống nha. Chiều cao 1m1, 1m rồi 9 tấc cũng có nha. Tùy ý anh em muốn đặt. Thấp chiều cao cỡ nào thì tùy ý anh em ha. Anh em muốn đặt bánh lá hoặc là dán trạc răng cưa nè, hoặc là cái lết ghế ngồi nữa nè, thì alo số phone trên tiêu đề để được tư vấn giá cả nha anh em. Ồ, chú Linh tân chủ đặt 2 cây luôn. Đó, chuẩn bị giao nha. Đặt lần 2 cây cho nó dán trạc răng cưa luôn. Cột cái chân này vô nữa ha. Cột chân vô không cái bánh á. Ừ. Là nó cứng liền. Đây, bánh chiều cao 1m1 nhìn thấy đã không anh em?
bên cầu qua mương là sướng lắm, đùng cái qua luôn à. Ngồi lên thử không? Cái lâu bay đâu đi. Đó, sắp xong rồi nha anh em. Đó, đã khâu ràng cứng đã ràng xong nha anh em, rất là an toàn nha. Vị chặn vô nè hai bên rồi cũng dây trên nữa nè, cái cây chập bá luôn cho nên đảm bảo an toàn cho anh em nha. Anh này thì ở gần nhánh qua lấy luôn, còn mấy anh em ở xa thì mình gửi xe nha, gửi xe tải đi, ở xa thì gửi. Đó, lên. Nhìn lên dốc luôn. Rồi anh em muốn đặt hàng thì alo số phone tiêu đề nha anh em.